Hà Nam, Ninh Bình di dời hàng ngàn hộ dân do nước lũ dâng cao. Hai tỉnh Hà Nam và Ninh Bình đã di dời hàng ngàn hộ dân do nước lũ sông Đáy, sông Hoàng Long dâng cao vượt mức báo động 3 ngày 11 và ngày 12 tháng 9. Sông Đáy dâng cao gây ngập úng ở nhiều khu dân cư tại Hà Nam, Ninh Bình. Ngày 12 tháng 9, Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Liêm, Hà Nam cho biết mực nước sông Đáy dâng cao vượt mức báo động 3 hơn 1 mét. Nước lũ gây ngập lụt thêm 5 xã ven sông, nên chính quyền địa phương đã di dời trên 600 hộ dân. Lũ lụt cũng đã gây ngập úng 1.346 hectare lúa mùa chưa gặt, gần 52 hectare rau màu, 7 hectare cây ăn quả tại huyện Thanh Liêm. Không chỉ di dời người dân đến nơi an toàn, lực lượng chức năng huyện Thanh Liêm đã cùng người dân di chuyển tài sản, gia súc, gia cầm đi tránh lũ. Tại huyện Kim Bảng, Hà Nam, mực nước sông Đáy cũng trên báo động 3 nên cơ quan chức năng địa phương đã di dời 443 hộ dân vùng trũng, thấp đến nơi an toàn. Ngày 12 tháng 9, sông Đáy tại Hà Nam và Ninh Bình đều trên mức báo động 3. Chiều ngày 12 tháng 9, ông Phạm Ngọc Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình, đã ký lệnh di dân tại huyện Gia Viễn và Nho Quan. Theo đó, chính quyền huyện Gia Viễn, Nho Quan phải thông báo tới người dân vùng phân lũ, xả lũ trên địa bàn và triển khai phương án di dân khi mực nước sông Hoàng Long đạt 4.9 m. Ủy ban Nhân dân huyện Gia Viễn, Ủy ban Nhân dân huyện Nho Quan phối hợp với lực lượng công an, quân sự và các cơ quan có liên quan di dời dân, sẵn sàng phương tiện cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết, đảm bảo đưa được toàn bộ người dân vùng phân lũ, chậm lũ đến nơi an toàn trước 18 giờ ngày 12 tháng 9. Trong khi đó, sông Đáy tại Ninh Bình ngày 11 và 12 tháng 9 cũng trên mức báo động 3. Người dân dùng thuyền đi lại do nước lũ dâng cao. Chuẩn bị mọi tình huống khi nước lũ dâng cao tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội, nước sông Cầu, sông Cà Lồ lên nhanh khiến nhiều khu dân cư ven sông, ngoài bờ bãi bị ngập lụt. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn, thống kê sơ bộ cho thấy có hơn 300 hộ dân với trên 15.600 nhân khẩu đang chịu ảnh hưởng do ngập lụt sông Cầu, sông Cà Lồ. Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn đã giao các xã theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, cập nhật thường xuyên tình hình lũ trên các sông và sẵn sàng lực lượng để ứng phó, sơ tán, di chuyển người dân đến nơi an toàn tùy vào tình hình thực tế, tuyệt đối không được để thiệt hại về người. Là một trong những huyện có sông Hồng và sông Tích chảy qua, huyện Phúc Thọ, Hà Nội đã cùng các xã chuẩn bị mọi tình huống ứng phó khi nước sông dâng cao. Trước mắt, huyện Phúc Thọ đã di dời người, tài sản một số khu vực tại các xã như Tích Giang, Vân Hà, Sen Phương đến khu vực trong đê. Đồng thời xây dựng các phương án sơ tán dân, chủ động khi cần thiết.